Nó có con tôi đẩy không đấy, sao lờ đây nào đi hả? Không lờ cổng rồi mình. Các bác cho em vào em xem tí. Không là ai cũng đây, có phải không? À thôi tìm chó. Bọn em ở làng trên đấy mà. Anh biết không? Trên thôi, quen không đâu rồi. Thôi anh thông cảm, bọn em nói thật với anh là cam ấy. Con nó công vẫn mà vẫn mưa to này. Đi mò đấy, đi mò gì đấy? Đúng. Một tí rồi bọn em. À? Không vào đâu. Con kia anh nhốt thì là mới mua. Còn đấy chó nhà mưa to nó liều nhà bẩn nhốt nó vào. Anh em nếu ấy đứng ở đây đợi. Vâng vâng nhanh nhá. Nếu mà đúng sợ nó lại cầm đi đấy. Vâng ạ, vâng vâng. Ok, anh em đứng đây canh rồi nhá. Em bảo rồi. Mấy cái quán thịt khó làm sao mà nó có con khủng thế, làm sao mà nó thịt anh. Nó bé bằng cái kẹo ấy, thịt cái gì? Thế. Người ta chỉ nó mà bắt được nó chỉ bán cho các bạn thích chó cảnh ấy, nó nuôi. Thì đấy, vào hỏi mấy quán này nó bảo dở chó cảnh, ai người ta thịt chó cảnh. Ừ. Giờ bọn đấy thôi. Cái thằng đấy nó chỉ có bán cho kiểu là người nuôi thôi. Ừ. Có cảnh thì chỉ bán người nuôi thôi. Thế này đi tìm như tìm kim đáy bể. Vẫn cứ phải lùng thôi, giờ biết như thế nào. Càng phết đấy. Còn nếu mà nó đã biết nhà mình có chó như thế này, em nghĩ là cái thằng đấy là cũng ở gần đây. Rất chắn luôn. Nhành phết đấy, nhà nó chạy thế mà mình đuổi mãi mà không kịp, nó mất dấu hay là mất tích luôn. Này nó thuộc đẳng cấp rồi. Cái gì đấy? Anh ngồi nhá. Ừ. Cẩn thận, cẩn thận. Chú thấy cái gì ạ? À? Mẹ đúng không? Anh à, cái gì? Có con giống y con Mino luôn. Thế phi vào gọi xem. Từ 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 từ. Xem chắc chắc thì mình mới vào. Lượn 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 lại xem. Lại xem đúng không? Đây là nhà kia. Nhà anh nhìn nhá, anh nhìn nhá. Ừ, anh nhìn bên tay phải. Nhìn tận vào trong á, nhìn tận vào trong á, nhìn này. Có thằng nó đang ngồi. Đi thẳng vào cái lên này này. Đi thẳng vào nó. Cứ đi thẳng vào đấy. Anh ạ. Em chào anh nhá. Chào anh. À. Ờ, bọn em đi qua đây nhìn hôm nọ mắt con chó anh ạ. Hôm nọ bọn em đi qua đấy. Nhìn thấy cái con chó trong kia nó màu lông nó vàng vàng giống cái con. Tôi đẩy không đấy, sao lờ đây nào đi. Hả? Không lận nào cổng rồi mình. Các bác cho em vào em xem tí. Không là ai cũng đây, có phải không? À thôi tìm chó. Bọn em ở làng trên đấy mà. Anh biết không? Trên thôi, quen không đâu rồi. Thôi anh thông cảm, bọn em nói thật với anh đúng là cam ấy đi. Con lên công vẫn mà vẫn mưa to này. Đi mò đấy, đi mò gì đấy? Đâu anh em nói thật với anh là cách đây hôm qua thì nhà cũng nhà em ở trên ngay trên đây thôi, mất con đồ đạc này ở đây, có cứ lang thang thang cổng thôi làm gì. Nhà em mất con chó cảnh thì cứ đi tìm mấy hai nhà mãi cả. Đâu mà lại mất chó gì mà đây em, mà bên em sông ở trên bên Tân Yên ngay đây thôi, trên đấy. Vâng thế, cũng chó hai nào lạc mãi được. Đi tìm từ sáng đến giờ thế nhà có bên chó ấy, chó nhà thôi, có đẻo ấy. Cái đấy thì bọn em xem vào nó có phải thì bác cho bọn em chuộc lại. Biết không ai mà vào tối có người hỏi hay thật. Kia nhà mình cũng nuôi nhiều chó hết anh nhỉ, 4-5 con kìa. Nhà nuôi con chó lẻ. Vâng. Ê quay cái gì mà quay? Có con à? con nâu nâu đẹp. Con nhà em nó cũng giống như con màu nâu. Giống thì chó nó lẻ đàn nội đàn kia ấy. Không biết nhà ai mà. Bọn em cũng ở xóm trên nói cũng không phải là trên tôi nhìn ngoài đi đâu. Bọn em đi vào đây bọn em xem thì hôm nọ qua mấy con chó đây là bọn em đi tìm có gì nếu mà ấy thì. Bảo vì nhà đồ đạc cây cảnh nhất đầy đi không. Cho bọn em xem qua tí. Không được. Vào sao được. Biết con ai mà vào. Mà có gì đâu mà. Này trộm cắp lượn không phải nhiều lắm, biết không ai. Đây. Thôi ông man chết đi. Biết không ai. Đây. Đây. Không có bọn em toàn người anh. Thật đấy, thật. Đấy cái lượn nào cổng của tôi đấy giờ. Vừa có quá. Đấy anh em đi có áo mưa. Có xiếc. Có gì cây cũng để đây đường đây. Biết không ai vào không thăm dò đêm không lấy trộm à. Đây anh bảo đây.
người thật việc thật đây, có gì thì bọn em nói đấy. Thì thôi anh thông cảm thôi. Bọn em cũng cất công, con chó nó cũng gắn bó. Ê, đi tìm mấy hôm nay cũng cứ thấy con nhà nào cũng thế, cứ thấy con nào thôi bảo vào xin phép mà cho. Ô đấy, đây nghe thấy đâu biết đâu được, biết đâu được cái ông nói đấy, tôi biết thế thôi, nhưng mà chó là tôi là những con nào lạc đây đâu. Cái con nâu nâu kia là con của con mẹ đó. Đẻ mấy con cùng đàn đấy. Không vào đâu. Bảo ơi. Biết ông này rồi vào đây. Cơm có thằng nhà nó ngoan. Bọn em vào tí mà anh làm gì khó khăn thế. Tạo điều kiện cho bọn không em. Không phải là khó khăn, biết anh là ai đâu. Ở đâu đến đây. Thì bọn em cũng gọi là ở cái xóm trên này thôi chứ có phải là ấy đâu. Nên chúng tôi nhìn lạ không biết đâu. Ở đây bọn em cái nào là đây. Mặt bọn em đây, xe bọn em đây. Giờ ai biết được công nói đấy, biết không này. Vào không được. Cho bọn em vào xem tí thôi. Một tí rồi bọn em không vào. Không vào đâu. Con kia anh nhốt nên là mới mua kìa. Còn đấy chó nhà mua chó này nó liều nhà bẩn nhốt nó vào. Vâng. Như chó là cái em bảo giống, em biết là chó nào giống nhau, màu biết nhà nhà có con này con kia đó, đúng không? Vâng. Ông đi qua con nhìn giỏi con tiên còn gì chứ, chỉ cậu mấy là chó. Không. Để mấy ông nhà nó không nhìn chạy đường nó không nhìn bảo đây nhau nhà. Cũng cứ đi tìm từ sáng giờ đây nhỉ. Từ sáng giờ nhìn nó cứ nhìn đến nhà có con chó nó màu màu như thế. Đây em đi qua thấy có con cũng giống với con nhà em. Bảo xin phép anh thôi tạo điều kiện cho anh em bọn em vào. Không được đâu. Biết được ai mà không vào đây. Nói lễ là ví dụ vào thì vào. Không, ví dụ như rồi, nói thật nếu mà đây là anh em mình nói thật là nếu mà anh có đây là em xin phép anh trước. Rồi anh thứ lỗi nếu mà anh thực sự anh có mua của ai hay như nào thì không, nếu mà nó là chó nhà em thật thì em chuộc lại mà không vấn đề gì. Chó nhà đẻ cho đây một đàn đây mấy con giống nhau hết một loạt. Anh em mình đi. Vào thôi. Ông linh tinh. Thế thôi anh thông cảm bọn em nhé. Thôi đi chúng ta tìm có đâu mà tìm. Vâng, vâng. Em chào anh. Dạ, đi đi không có đâu. Vâng. Trông cũng chuẩn chó. Ông cũng hiểu lắm. Áo mưa không biết hôm nay nó mưa quá. Biết đâu được ấy. Vâng, em về đây. Giống lắm, giống đúng không? Đúng không? Đi ra kia điện cho bạn. Điện cho bạn, bảo hát cho bạn. Không. Ông đại ông người ở đây ông đại, người ở đây ông quen cái giọng rồi ông vào. Điện cho bạn. Đây, đổ đây để mình điện cho bạn. Em nghi lắm. Mà thằng này nó lại không cho vào. Nó không cho vào. Đúng. Anh ạ. Ừ. Nếu mà thực sự mà nếu mà chó nhà người ta thì người ta cho mình vào xem thoải mái là vấn đề đâu. Nói chung là nó nói như thế mình cũng không biết đâu được. Nó mà mưa gió nó nhốt vào chó nó sạch thì mình cũng biết đâu được. Mình cứ gọi cho đại để đại nó lên nó xử lý. Vâng, đúng không? Có thể là cứ gọi cho đại. Vớ vẫn quen biết. Ừ. Anh đại. Anh nghe đây. Này, em bảo hai anh em đang ở trong cái đường mà đi vào khu Yên Tử ấy. Cái đường nhựa mà đi vào khu Yên Tử ấy. Này. Qua cái quán tạp hóa chỗ nhà cô trải tiện đấy. Có một con chó nhìn giống con Milo lắm. Em nghi là em chưa biết là thế nào nhưng mà nhìn giống lắm anh ạ. Giống thế là thế anh em vào hỏi người ta thử xem. Em vào rồi, người em ta... Mê Ngọc vào rồi. Người ta không cho vào. Ông người ở đây ông lên ông xem nào. Làm sao người ta lại không cho vào? Người ta không cho vào, người ta thế em mới nghi. Người ta sợ vào lại trộm cắp về quay cướp người nhà người ta ấy, người ta không thích ấy, người ta không cho vào. Ông người ta lên bảo đi. Đấy á. Ừ, ông vâng. Đi lên đây đi. Ờ đây đợi anh ký nhá, anh Chỗ quán tạp hóa cô Trải nhá. Đi qua dốc tí. Vâng. Đây bọn tôi đang đứng ở đây đợi. Vâng, ok anh nhá. Anh em nếu ấy đứng ở đây đợi. Vâng nha anh nhá. Nếu mà đúng sợ nó lại cầm đi đấy. Vâng, ok em đứng đây canh rồi nhá. Vâng. Rồi. Này, anh em mình phải đứng ở đây. Đứng ở đây. Không thì ví dụ như là nó kiểu là nó có tật nó giật mình, sợ thì là hàng xóm hạn. Nó chạy đi ngay. Hay là anh em đầu này anh đầu kia, hay đúng là rồi. Như nào? Hai anh em mỗi người một bên. Anh đứng là góc kia mình nhìn. Nhưng mà nó nhìn đến nó lại. Nó lại. Sợ nó lại. Thôi cứ đứng đây tôi đứng đây đợi anh đại đứng đây đợi
đây đây đây. Giờ nó ngoan ngoái thế rồi bọn em à, em với anh Ngọc từ đây đứng từ nãy giờ canh nhà đây này, nhà làm chậu cảnh không cho, nhất quyết không cho vào nhà nhà anh Ngọc này. Không cho vào, nó lại bảo bọn tôi nó sợ là bọn tôi vào trộm cắp hoặc là quay lung tung nhà nó không thích, nó bán hàng nó bảo sợ quay kia hoặc là giả vờ quay kia đấy, xong rồi tối vào trộm cắp người ta không cho. Hay là lấy lý do bọn em đang nghi, cũng có thể là thật bởi vì lúc ông nhưng mà mày nhìn thấy con nhìn thấy nó giống màu lông, nó giống con Milo để đâu, ý con Milo để đâu, để máy tít trong sân bên trong, trong sân trong mà người ta không cho vào, nhốt thì em bảo nhốt thì ông ấy bảo là con trời mưa trời gió này nó vào trong nhà nó bẩn thì ông ấy nhốt vào mà anh bảo anh em mình xin phép vào mà nhất quyết không cho vào ấy. Thế đi bây giờ đi để vào đâu đi. Vào đâu hỏi xem. Nhưng mà anh có quen không? Quen quen đâu. Ừ. Nhà này có quen. Nhưng mà làng trên xóm dưới ở đây thì chắc ông cũng quen biết thì hỏi lại xem nó vào. Cứ vào đi. Thì cứ vào đi. Quen bây giờ thì cứ hỏi vào hỏi xem. Nhất quyết là 1-2 không cho vào ấy. Nếu mà nó không cho vào hay là có vấn đề không biết được. Thì thế tôi nãy giờ bàn với thằng Thiện anh à. Nếu mà làm gì đây. Em ơi chào anh nhá. Anh người làm gì đây? À không. Gì đâu anh. Người gì đâu anh? Em bảo là không có chó lạc đây, không quay người làm gì. Đâu, em có ấy gì đâu, căn bản như thế này thì nói thật với anh là hôm trước em nó cũng bị mất con chó. Mất con chó nó cũng kiểu kiểu lên đấy. Xong là chó ngao. Ủa, thì nó bảo hai ông mày mà không có chó lạc hay đâu, nó có nhà hơi thôi. Vâng. Ừ, nó bảo thế rồi, nói chung là cứ lang thang ở đây. Vâng. Vậy thêm ông làm gì? Em thì nhà mày ở dưới chỗ tập thể ông Thái kia cũng gần đây đi vào mấy cây mà thì nhìn đâu mặt cũng quen, hai ông này nhìn nã, tôi nhìn ông nã. Vâng. Em cũng quen tí. Không có cho đấy đâu. Em này thì nó mới làm cùng với em. Thì nói chung là hôm qua thì nhìn thấy con chó nó đông đông. Thì muốn vào hỏi bác một chút bởi vì là em mất chó này em cũng sốt ruột thì em cũng đi tìm hai hôm nay rồi. Không tìm thấy, hôm trước thì phát hiện ra nó... ông là nhảy lắm nhỉ? Không, em thì em không phải là ý là cái này nó cũng rất là tế nhị, không phải là bảo là anh trộm thì vừa đã bảo mấy anh em mà không con chó lại đâu. Vâng. Mà ông cứ thì đánh nhau đây cũng không phải là cứ đổ oan cho anh là anh bắt trộm nó hay như nào cả, bởi vì là nhìn nó đi qua nó giống thì cũng muốn vào kiểm tra, gọi là không phải là kiểm tra mà cũng gọi là muốn nhìn nó. Ô, xem nhìn nhà thôi, nhà đồ đạc để đây đấy, không biết đây đường đây. Thì đấy thì đây cái ông đâu biết đâu đường vào đây, cái đường ngoài biết được cái nào mình. Đúng không? Nhưng mà giữa ban ngày ban mặt thì bọn em cũng mỗi làm gì, em thì câu chuyện em cũng mấy rồi, cũng đi làm cũng đi rừng rú lấy đấy thôi, cũng không phải là ý đồ xấu cái đồ kia cả. Thì cũng muốn là vào để xem nhìn xem có phải nó không thôi. Chứ bọn em bây giờ người mất chó mà, mất chó thì bao giờ cũng muốn đi tìm. Đồ nhảy nhá. Thôi nhảy nhá, hai ông này ngoài thôi. Tôi cho ông vào xem tí thôi nhá. Để lắm thôi, cho ông lằng nhằng lắm. Vâng. Mình không vào không hay ở ngoài nhá, thấy chưa? Thế còn ngoài đâu? Vâng. Đấy, ở bên ngoài thôi. Vâng, vâng. Vâng. Hai anh em ở ngoài thì... Vâng. À, toàn nói nhau thôi. Con kia nó cắn thôi nhỉ? Đấy, nó cắn đấy. Đấy, anh quát nó. Cứ đi tặng đi. Cứ đi. Đấy, anh nhìn con kia thôi. Đấy. Chưa? Đấy, nó nhốt trong lòng. Đúng không? Cái con ở trong lồng được. Giống không? Yeah.
con nào là nó lạc đây đâu, bảo từ đầu tiên rồi. Mấy ông này cứ mắt ma mày liếm, biết làm gì. Thì ai vào chỗ các thì bọn em đi tìm nên là nhiều lúc đi tìm thì bao giờ nó gắn bó bọn em lâu rồi, bọn em muốn đi tìm nếu mà chó luôn quý bọn em xin bọn em chuộc lại ấy, nhưng mà không có, ta bảo đầu tiên đấy. Nhưng cứ lang thang ở đây thôi, nghi ngờ lắm. Con này nó giống thật, nhưng mà con chó nhà em màu cũng y như này luôn. Nhưng mà cái đặc điểm nó có cái lẹo, có cái lẹo ở mắt đấy. Thì vừa rồi em cũng bảo là bao giờ có tiền hay có điều kiện thì cho bác sĩ đi cắt ấy, nhưng mà chưa cắt được. Thì nói chung là anh em mình thì cũng gọi là em mà đi mất, em bị mất chó này này, em cũng muốn đi tìm. Tất nhiên là em tìm thôi, nhưng thấy mấy ông mày ông cứ lượn na em vào đeo khẩu trang nhưng đi qua biết là mình tôi nghi ngờ mấy ông chó. Nhà nhất cây nhất đầy đây, đồ đạc đầy, ông đi ra thôi thì có gì thì anh cũng thông cảm, bởi vì là bọn em mất chó rồi thế. Tâm trạng bây giờ nhiều lúc đi tìm nó không thế. Thôi em cảm ơn anh. Ừ, không có gì đâu nhá. Mấy anh cứ đi tìm thôi nhá. Anh ơi, anh ghi ảnh bọn em. Ừ, đâu, ok. Vâng. Thì nếu mà bác, ví dụ mà bác có quen ai hay là có lúc nào có nhìn thấy con chó nào nó giống y như là con này mà nó có cái lẹo ở mắt đấy, anh thì anh bảo hộ bọn em đấy. Thì anh cứ bảo em. Thì anh có gì thì anh số của em, xong rồi cũng nhờ anh ai mà ví dụ như mà bởi vì con chó này rằng nó bắt thì chắc khả năng nó không thịt đâu, chắc là to đẹp thôi, to cảnh thôi, nó bé bằng cái tí. Thì kiểu gì kiểu là nếu nó bắt về cũng bán cho một ai đấy hoặc là như nào đấy thì nhà anh chó anh nhỉ, anh quý anh nuôi quý nên là mất là tiếc thôi. Vâng, đây thì anh lưu số em vào lúc okay. Nào ấy thì nào có số em đây. Vâng, em vào 0978 565 899. Ok. Vâng. Đấy thì có gì thì anh giúp em nhé. Ok. Con em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Chào anh ạ. Vâng. Mấy anh đi nhé. Đi tìm em không có ai đâu. Vâng. Thì anh biết thông tin anh bảo em nhé. Không phải con đấy. Không phải. Bởi vì thì giống lắm. Mình đi qua mình nhìn thấy giống. Ôi, đấy thiệt là anh kìa bạn. Lại đi trước ấy, đây lại chuyện mà. Thôi bây giờ anh em bây giờ thì ấy xong mà đi đi về thôi. Bây giờ trời mưa trời gió thì đi tìm nó cũng ấy đâu. Bây giờ mình cũng dò kim đáy bể thì bây giờ mình cũng không biết là tìm ở đâu. Lúc nào rảnh ấy thì lại đi tìm ấy thôi chứ bây giờ biết thế nào được. Vâng. Giờ thì chỉ chờ đợi là có phép màu nào đấy thôi chứ bây giờ. Cũng nhờ hết các anh em mời xem ai có thấy đâu là đặc điểm nó nhận dạng của nó là nó có lẹo mắt đấy, người ta có người ta gọi điện cho mình để mình chuộc lại chẳng hạn. Đấy anh em về đi để tôi đi xuống kia tôi đi xem theo một khu dưới kia như nào. Vâng nhá. Đi chào bạn. Được ra. Ta về trước nhá. Ừ, đi về. Cô về trước rồi.